Xin chào chị, em là Dũng, hiện đang bán lan tại Panapa, xã Ba Hồ, Văn Bên, An Thạnh, Trần Bình Dương. Ngày hôm nay em xem quay cho anh chị xem cái luống giả hạt chớp Mỹ, hàng ươm cây ha, cho anh chị mình theo dõi cái quá trình ươm. Chớp Mỹ thì nó có đặc trưng là thân lá rất là cong, lá từ lá nhỏ cho tới năm 3, năm 4 nó sẽ cong như thế này. Đó, toàn bộ là hàng ươm cây hết ha. Hôm nay thì là ngày mùng 11 tháng 6 2020, thì cái thời điểm này ươm cây nó cũng cách xa mùa hoa rồi, thành ra là không còn có hoa nở trên thân. Để chị xem cách đây khoảng 3 tháng thì ươm cây nở hoa rất là nhiều, nhưng mà bữa đó em lại không kịp làm video cho chị xem hoa nở trên cây. Ở đây là chớp Mỹ nè, đây là những cây chớp Mỹ ươm cây, ươm nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn hết. Chớp Mỹ phát triển rất là khỏe. Chớp Mỹ thì là một cái cây phát triển khỏe, ít bệnh, thân lá đi đọt rất là dài, hoa xuân, bông to và thơm đậm nha anh chị. Anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ để lại số điện thoại, hoặc là liên hệ bên em theo số là 0915 404915 nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái video tiếp theo ạ.